Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy để cụ thay SIM của Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G đang chờ thay mới cho khách hàng từ di động cao cấp.vn. Cũng giống như các cái mẫu điện thoại khác của nhà Xiaomi thì cụm chân khay SIM của Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G luôn có sẵn để di động cao cấp.vn. Phụ trình thay thế sửa chữa quý vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không đến được di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code. Chúng tôi ship khay SIM của Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Các bạn kiểm tra full, quý vị các bạn nhận hàng, các bạn mới phải thanh toán tiền để bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn, dịch vụ sửa chữa các lỗi, sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G nói chung và sửa lỗi không nhận SIM trên Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G nói riêng. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.